Liên Xô đã viện trợ những gì cho Việt Nam trong năm 1979? Kể từ sau chiến tranh Việt Nam kết thúc, viện trợ vũ khí của Liên Xô ít dần theo năm tháng, bỗng tăng vọt vào năm 1979 khi chúng ta phải gồng mình ở hai chiến tuyến phía Bắc và Tây Nam. Trong video này, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự giúp đỡ của Liên Xô với Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Liên Xô biết Đặng Tiểu Bình sẽ đánh Việt Nam. Đầu năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc là ông Đặng Tiểu Bình lên máy bay đi thăm Mỹ nhằm đánh dấu việc hoàn thành việc thiết lập mối quan hệ chiến lược với Mỹ, đồng thời muốn đánh giá thái độ của Washington khi Trung Quốc tấn công Việt Nam. Trước khi ông Đặng Tiểu Bình sang đến Mỹ, chính quyền của Tổng thống Jimmy Carter dưới tác động của Cố vấn An ninh Quốc gia nước này là Jenzinski đã tăng cường hợp tác với Bắc Kinh. Ngày 11 tháng 2 năm 1979, tức 2 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ và về đến Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp Bộ Chính trị để bàn thảo kế hoạch chi tiết tấn công Việt Nam. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh đã nổ ra khi quân Trung Quốc nổ súng tấn công khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam. Theo đài BBC, một tài liệu ngoại giao của Mông Cổ thời xã hội chủ nghĩa cho hay, từ ngày 9 tháng 2 năm 1979, Liên Xô đã biết Đặng Tiểu Bình sẽ tấn công Việt Nam. Tài liệu đã giải mật hiện được lưu trữ tại Hoa Kỳ cho biết biên bản của Đại sứ quán Mông Cổ ở Moscow về chuyến thăm của Thứ trưởng Yondol đã bàn về căng thẳng trong khu vực châu Á. Tiếp ông Yondol và phái đoàn Mông Cổ vào hai dịp khác nhau trong ngày 9 tháng 2 là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Liên Xô Viktor Matsev và Vụ trưởng Vụ Viễn Đông Mikhail Kapitsa. Hai bên đã thảo luận về tình hình Mông Cổ, quan hệ Xô-Trung, căng thẳng Việt-Trung và tình hình Triều Tiên. Quan chức Bộ Ngoại giao Liên Xô đã cười nhạo Đặng Tiểu Bình, trích báo Mỹ gọi ông ta là cá ăn thịt người biết cười. Bộ trưởng Nga Kapitsa cũng cho phía Mông Cổ biết Liên Xô sẽ sẵn sàng hủy hiệp ước tương trợ Liên Xô-Trung Quốc ký từ năm 1950, nhưng đợi để phía Trung Quốc ra quyết định trước. Về tình hình Việt Nam, ông Kapitsa nói: "Những gì đang xảy ra ở biên giới Việt Nam khiến Liên Xô rất lo ngại. Trung Quốc đã tập trung 18 sư đoàn ở biên giới, nhưng quân đội Việt Nam có 1 triệu quân và được trang bị tốt, huấn luyện tốt, có khả năng chiến đấu cao. Nếu xảy ra chiến tranh đánh Việt Nam, đối thủ sẽ phải đánh tốt, nếu không sẽ bị nghiền nát, và nếu xảy ra chiến tranh, dư luận thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam. Trung Quốc thực sự sợ Liên Xô, tuy nhiên Trung Quốc sẽ tấn công một trận vào Việt Nam. Nhiều khả năng họ làm như đã làm với Ấn Độ vào năm 1962, xâm nhập vào 20-30 km, sau đó họ sẽ tìm cách bắt sống nhiều bộ đội Việt Nam để đáp trả việc Việt Nam bắt quân Trung Quốc ở Campuchia." Ông Kapitsa nói đùa rằng phía Việt Nam có thể đánh ngược vào đất Trung Quốc 10-15 km. Phía Liên Xô nói với phái đoàn Mông Cổ rằng nếu có nhu cầu tấn công Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam, chúng tôi sẽ cho các anh biết. Liên Xô khẳng định các quân đoàn ở Viễn Đông và quân khu Zabaykan đã nhận quân lệnh đặc biệt. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Ngoài các điều khoản về hợp tác thương mại và văn hóa, Hiệp ước có những thỏa thuận về quốc phòng như một Hiệp ước về phòng thủ chung, có nghĩa là tham khảo ý kiến chung và hành động hiệu quả để đảm bảo an ninh quốc phòng của cả hai nước. Nhìn chung đây là một bản hiệp ước rất hữu nghị, thể hiện sự tin cậy, thấu hiểu lẫn nhau giữa hai nhà nước. Ngay sau đó, Liên Xô đã có những hành động rất thực tế để thực hiện các điều khoản của hiệp ước như là tăng viện trợ, bổ sung chuyên gia, tiếp thụ và thực hiện các công trình lớn và có ý nghĩa với quốc kế dân sinh mà Trung Quốc bỏ dở như là cầu Thăng Long. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Ngay lập tức, chính phủ Liên Xô ra tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Việc Trung Quốc tiến công xâm lược Việt Nam chứng tỏ một lần nữa rằng Bắc Kinh có thái độ rất vô trách nhiệm đối với vận mệnh của hòa bình. Ban lãnh đạo Trung Quốc sử dụng vũ khí một cách tùy tiện, đầy tội ác. Những hành động xâm lược đó trái với những nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, chà đạp thô bạo luật pháp quốc tế, càng vạch trần trước toàn thể thế giới chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á. Liên Xô viện dẫn hiệp định ký với Việt Nam, thúc giục Trung Quốc ngừng trước khi quá muộn và đòi Trung Quốc rút quân lập tức và toàn bộ. Trong thời gian xảy ra cuộc chiến, Liên Xô đã lên án cuộc tấn công của Trung Quốc, yêu cầu nước này lập tức chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và cảnh báo Trung Quốc về lòng trung thành của Liên Xô đối với Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Liên Xô-Việt Nam. Tuy không can thiệp trực tiếp, nhưng Liên Xô đã có những hành động hết sức cần thiết để giúp đỡ Việt Nam chống quân Trung Quốc xâm lược.
Vậy Liên Xô đã viện trợ những gì cho Việt Nam trong năm 1979? Viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam bắt đầu giảm kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Khi này, Liên Xô ưu tiên viện trợ hàng hóa, máy móc giúp chúng ta tái thiết đất nước sau chiến tranh thay vì viện trợ vũ khí. Tuy nhiên, số lượng viện trợ hàng hóa vũ khí phục vụ chiến tranh của Liên Xô cho Việt Nam tới năm 1978 bắt đầu tăng trở lại khi chúng ta tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở biên giới Tây Nam. Theo ước tính, năm 1977, số lượng hàng hóa vũ khí mà Moscow viện trợ cho Hà Nội chỉ vào khoảng 11 triệu đô, đủ để chúng ta duy trì quân đội. Nhưng tới năm 1978 đã tăng vọt lên 90 triệu đô để chúng ta đủ lực tham chiến ở Campuchia. Cho tới khi chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79 diễn ra, Liên Xô tiếp tục tăng nhiều hơn nữa viện trợ hàng hóa quân sự, khí tài cho Việt Nam. Ước tính tổng lượng hàng hóa quân sự Moscow chuyển cho chúng ta trong năm 79 cao gấp 20 lần năm 78, tương đương khoảng 1,8 tỷ đô. Thậm chí ngay cả trong thời kỳ diễn ra chiến tranh Việt Nam, chúng ta cũng chưa bao giờ nhận được lượng hàng hóa viện trợ lớn tới nhường này, dù rằng khi đó toàn bộ các quốc gia xã hội chủ nghĩa đều chung tay góp sức giúp Việt Nam. Trong số những thiết bị khí tài đắt tiền được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam, có bao gồm cả một lượng lớn các tiêm kích MiG-21 hiện đại. Kèm theo đó là một loạt xe tăng T-54-55, loại xe tăng chủ lực mạnh nhất Đông Nam Á lúc đó, Việt Nam đang sử dụng thành thạo trong tay. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, chúng ta vẫn đưa những ông lão T-34-T-85 xung trận. Đây là loại vũ khí khi đó có tuổi đời ngoài 35, được ra đời từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy nhiên, cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho phiên bản xe tăng T-54-T-55 do Trung Quốc tự sản xuất nội địa. Ngoài ra, Liên Xô cũng cung cấp cho chúng ta một loạt các dàn tên lửa phòng không SA-3 để đề phòng khả năng Trung Quốc mở rộng chiến tranh trên quy mô tổng lực. Bên cạnh đó, Moscow cũng cử 2.500 cố vấn quay lại Việt Nam, tất nhiên là với bài học nhãn tiền về việc không quân Mỹ, lực lượng không quân mạnh nhất thế giới đã bị chúng ta đánh cho no đòn, khiến Trung Quốc chưa dám một lần đưa máy bay sang không phận Việt Nam. Trong các đợt viện trợ vũ khí vào năm 1980, 1981 và 1982, Liên Xô vẫn tiếp tục viện trợ cho Việt Nam trên 1 tỷ đô tiền hàng hóa, vũ khí mỗi năm, nhưng càng ngày càng giảm bớt vì mối nguy hại từ Trung Quốc ít dần và bản thân Liên Xô khi này cũng bắt đầu suy yếu. Liên bang Xô Viết đã thực hiện sứ mệnh cao cả của mình bằng sự giúp đỡ tinh thần đồng chí, tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam bằng giải pháp cung cấp khí tài quân sự. Ngoài vũ khí trang bị, Liên bang Xô Viết còn cung cấp các hệ thống trang thiết bị đặc chủng và các dây chuyền sửa chữa xe máy công trình, phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, phương tiện chiến tranh. Tất cả các trang thiết bị, phương tiện chiến tranh và hệ thống sửa chữa, bảo hành trang thiết bị đi cùng đó đều được chuyển đến trong vòng một tháng. Vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể đưa vào chiến đấu được ngay. Toàn bộ trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh được kiểm tra bởi các đoàn kiểm tra kỹ thuật nghiêm khắc nhất để chuẩn bị. Đã điều động các chuyên gia, trong thực tế đã khai thác sử dụng triệt để các trang thiết bị đó và có kinh nghiệm sâu sắc về khai thác sử dụng. Như vậy, các phương tiện chiến đấu từ các phương tiện vận tải không cần có sự chuẩn bị bổ sung, có thể đưa thẳng vào chiến trường. Đây thật sự là một kỳ tích của hệ thống hậu cần, kỹ thuật, vận tải của quân đội Xô Viết cả về tốc độ cung cấp và vận tải trang bị. Số lượng vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị khi cơ động trên hàng chục ngàn km đường biển. Cuộc tập trận quy mô chưa từng có năm 1979. Thông tin từ báo Nga cho biết, từ ngày 12 tháng 3 đến 26 tháng 3 năm 79, nhằm kiên quyết tạo áp lực quân sự lên Trung Quốc, theo chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, các quân khu biên giới phía đông, vùng đất tiếp giáp với Trung Quốc tại lãnh thổ Mông Cổ và hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành tập trận. Các cuộc diễn tập quy mô lớn nhất diễn ra trên lãnh thổ Mông Cổ, huy động tới 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và sư đoàn tăng, trong đó có 3 sư đoàn được điều động tới Mông Cổ từ Sibi và Zabaykan. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập này còn có sự góp mặt của gần 3 sư đoàn không quân, 2 lữ đoàn độc lập và một số liên binh đoàn và đơn vị tăng cường. Cuộc diễn tập đã đạt được những mục tiêu quân sự cần thiết. Sức mạnh quân sự của Liên bang Xô Viết phô diễn trong cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn là một yếu tố đã góp phần chấm dứt những mưu toan nước lớn, những ý đồ trong vai trò anh cả và tham vọng điều khiển châu lục, buộc Trung Quốc nhìn lại ngay chính lực lượng quân sự của mình và những tham vọng của một đại quốc. Cuối tháng 3, Trung Quốc công khai tuyên bố rút toàn bộ quân đội, nhưng cuộc đấu tranh giằng co giữa đôi bên còn kéo dài đến tận năm 1989 mới chấm dứt. Các hành động chính trị quân sự quyết liệt của Liên Xô được thực hiện dưới hình thức chuẩn bị quân sự toàn diện cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc đã đạt được những kết quả mong muốn về chính trị.